cái Cronbach's Alpha nó không giúp cho em chuẩn hóa được cái bộ câu hỏi đâu em ạ. Đấy, cái Cronbach's Alpha nó chỉ đảm bảo là gì? Là với cái bộ câu hỏi đó thì mình Bạn Kiều Anh bạn hỏi là nếu mà khi mà làm xong đề tài xong cái bộ câu hỏi, sau đó Cronbach's Alpha nhỏ hơn 6. Thực ra thì cái Cronbach's Alpha nó không giúp cho em chuẩn hóa được cái bộ câu hỏi đâu em ạ. Đấy, cái Cronbach's Alpha nó chỉ đảm bảo là gì? Là với cái bộ câu hỏi đó thì mình sử dụng các cái câu hỏi nào trong cái bộ câu hỏi đó để mình xây dựng ra cái biến cuối cùng thôi nhé. Thì hai cái tư duy đấy là hai tư duy khác nhau. Thế cái kể cả gì khi mà những cái bộ câu hỏi tiêu chuẩn rồi mà em lấy số liệu xong sau đó em tính Cronbach's Alpha thì đôi khi nó vẫn nhỏ hơn 6 mà, đúng không? Những cái bộ câu hỏi đấy vẫn là bộ câu hỏi chuẩn hóa rồi. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.